Chào các bác nha, mà em soạn mấy cái mà sạc của Zilby. Con này. Đây là cái đế sạc nhanh. Đế sạc nhanh của Zilby hàng Mỹ, điện 120V. 120 nhá. Đây là 85W. Bác nào mình lấy sạc này thì em thanh lý cho các bác với giá rẻ thôi. 400.000 bao ship. 400.000 một cục này. Sạc Mỹ nhá. Có 400 em bao ship luôn, chuyển khoản bao ship. Còn đây là cái sạc 40V. Sạc 40V, cái này thì điện của nó là điện 220. Cái này thì nó xuất sang Đức, UK, Anh với cả Đức này. CAUK gì đó. 36V. Cái này sử dụng điện 220. Bác nào mình lấy cái này thì em sẽ bán là với giá là một cục là 50.000. 50.000 một cục. 3 cục là 120. Cứ một cục như thế này là 50 này. Một cái adapter này. Một cái cài pin này. 50. Bao các bác thì hoạt động bình thường nhé. Còn các bác mình mua 3 cục thì 120. 120 cục. Các bác mình quan tâm tới sạc thì alo cho em.